Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến những cái tên khủng long nổi tiếng và dễ nhận ra trong lịch sử thì một trong những con khủng long bạn có thể dễ dàng liệt kê nhất chính là Stegosaurus, chi khủng long ăn thực vật từng sống trong kỷ Jura cách đây khoảng 155 đến 145 triệu năm trước và còn được các dân chơi Việt Nam gọi bằng cái tên thân thương hơn là kiếm long. Nói đến Stegosaurus, chắc chắn trong đầu các bạn sẽ bật ra hình ảnh loài khủng long có thân hình cong kênh nhưng xấu cái đầu bé tí. Ra phía sừng trên lưng cùng cái đuôi có những chiếc cài nhọn vắt có thể khiến những kẻ săn mồi phải hối hận vì đã lỡ chọc giận gã ăn thực vật to xác này. Tất nhiên đó chưa phải là toàn bộ những điều thú vị về Stegosaurus, còn rất nhiều điều hay ho khác chẳng hạn như nguồn gốc cái tên của nó, truyền thuyết hai bộ néo, những cái cài đuôi có thật sự dùng để chống lại kẻ săn mồi hay không, hay cách một cặp Stegosaurus giao lưu kết hợp như thế nào để đối tác không bị biến thành một cái bánh đòn nút nhiều lỗ. Và cuối cùng là tại sao tôi lại dùng tên của Stegosaurus để đặt biệt danh cho vợ mình? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV khám phá về Stegosaurus, một trong những con khủng long nổi tiếng nhất lịch sử. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Lịch sử nghiên cứu Stegosaurus đã bắt đầu từ một sự kiện có lẽ đã quá quen thuộc, đó là Chiến tranh Xương. Vào năm 1877 thì một cộng tác viên thân thiết của Othniel Charles Marsh tên là Arthur Lex đã tìm thấy một số hóa thạch bao gồm đốt sống đuôi, phía sừng và một số xương thân khác tại phía bắc Morrison, bang Colorado. Như thường lệ thì Lex đã gửi số hóa thạch này cho Marsh. Bắt đầu Marsh nhận định đây là những gì còn lại của một loài bò sát giống như rùa. Tấm phiến sừng mà Lex tìm thấy được Marsh cho là từng nằm phẳng trên lưng của con vật và chắc hẳn là sẽ có nhiều tấm phiến sừng nằm xếp lớp lên nhau, giống như cách người ta dùng ngói lập mái nhà. Chính vì thế, Marsh đã quyết định cho sinh vật hóa thạch này cái tên khoa học là Stegosaurus, dịch ra đơn giản có nghĩa là thần lằn mái nhà hay thần lằn nóc nhà, và đó chính là tên chi của nó. Tên loài mà Marsh chọn là Armatus, có nghĩa là áo giáp. Do đó, danh pháp hai phần đầy đủ của nó là Stegosaurus Armatus, thần lằn nóc nhà mang áo giáp. Trong những năm tiếp theo của cuộc chiến tranh xương, Arthur Lex và Marsh đã tiếp tục phối hợp với nhau để phát hiện và mô tả những mẫu vật mới cũng được cho là thuộc về chi Stegosaurus, dẫn đến sự xuất hiện của các loài khác thuộc chi này như Stegosaurus angulatus vào năm 1879 và Stegosaurus sulcatus vào năm 1887. Tuy nhiên, phát hiện quan trọng nhất về chi khủng long này diễn ra vào năm 1885 khi Maxwell Felch khai quật được một bộ xương gần như nguyên vẹn của một con Stegosaurus gần trưởng thành với nhiều bộ phận còn thiếu ở các mẫu vật trước đó, chẳng hạn như hộp sọ hoàn chỉnh, xương cổ và những phiến sừng vẫn còn gắn với bộ xương của con vật. Marsh tiếp tục là người mô tả mẫu vật này và ông quyết định xác lập một loài mới vào năm 1887, Stegosaurus stenops, trong đó tên loài stenops có nghĩa là mặt hẹp. Bộ xương này về sau giữ vai trò quan trọng trong việc phục dựng các bộ xương Stegosaurus trước đó. Ngoài ra thì do những bất cập trong quá trình xử lý cũng như nghiên cứu đối với loài Stegosaurus đầu tiên, Stegosaurus armatus, cho thấy nhiều hóa thạch được gán cho loài này không thật sự là của Stegosaurus. Bộ danh pháp động vật quốc tế đã quyết định xóa bỏ sự hợp lệ cũng như tư cách loài điển hình của Stegosaurus armatus, đồng thời chuyển nó cho Stegosaurus stenops vì có mẫu vật hoàn chỉnh hơn. Do đó, ngày nay chúng ta còn lại 3 loài trong chi Stegosaurus, gồm loài điển hình Stegosaurus stenops, Stegosaurus angulatus và Stegosaurus sulcatus. Sự khác biệt của chúng cũng không quá lớn, chẳng như Stegosaurus angulatus được xác định dựa trên mẫu vật có bàn chân được bảo quản, do đó tên của nó có nghĩa là thần lằn mái nhà có móng guốc. Còn Stegosaurus sulcatus thì được xác định dựa trên mẫu vật có một cái gai rất lớn, được cho là mọc ở trên vai. Về cơ bản thì Stegosaurus là một chi khủng long ăn thực vật di chuyển bằng 4 chân, với hình dạng rất dễ nhận biết khi sở hữu hai hàng phiến sừng mọc dọc từ cổ chạy xuống gần cuối đuôi. Ở cuối đuôi thì thay vì phiến sừng, chúng có hai cặp gai lớn rất nhọn. Kích thước ước tính của Stegosaurus khi trưởng thành có thể dao động từ 6 đến 7 mét, cân nặng loanh quanh 3 đến 4 tấn, nhưng cá thể lớn có thể đạt đến chiều dài 7,5 mét và cân nặng hơn. Một đặc điểm khác về hình dạng cũng khá đặc trưng và dẫn đến nhiều đồn đoán về trí tuệ của Stegosaurus, đó chính là phần đầu nhỏ khi so với cơ thể, có dạng dài và hẹp của chúng. Ở bên trong thì phần khoang sọ được dùng để chứa néo của chúng thậm chí chỉ nhỏ ngang một con chó, dù chúng sở hữu cơ thể lớn gấp nhiều lần. Ước tính bộ não của Stegosaurus chỉ nặng khoảng 80g. Vâng, một con vật nặng từ 3 đến 4 tấn nhưng sở hữu bộ não chỉ có 80g như Stegosaurus lại được khám phá vào buổi bình minh của những nghiên cứu về khủng long đã khiến cho nhiều người ngay lập tức có ấn tượng rằng khủng long là những con vật kém thông minh và trì trệ. Để gỡ gạc cho khủng long thì người mô tả hầu hết các loài thuộc chi Stegosaurus là Othniel Charles Marsh
đã đưa ra giả thuyết rằng có thể Stegosaurus và một số chi khủng long khác sở hữu đến hai bộ não, một nằm ở trên đầu và một nằm ở gần mông, và ông nhận thấy có một khoang lớn ở đốt sống phần hông có thể chứa được một cấu trúc lớn gấp nhiều lần bộ não của chúng. Từ đó ông kết luận rất có thể những loài khủng long này có bộ não thứ hai hay một cơ quan có chức năng tương tự như não để gánh vác phần nào việc điều khiển một cơ thể quá to lớn so với bộ não chính nằm trên đầu. Tuy nhiên, những nghiên cứu sau này đã dần dần bác bỏ giả thuyết trên. Theo đó thì khoảng không gian trong đốt sống này không chỉ Stegosaurus hay các loài khủng long sauropod mới có. Chim cũng sở hữu đặc điểm tương tự, đó là nơi để chứa thể glycogen, một cấu trúc dùng để vận hành việc cung cấp glycogen cho hệ thần kinh của động vật. Ngoài ra thì nó có thể đóng vai trò là một cơ quan giúp giữ thăng bằng hoặc là nơi chứa các hợp chất để cung cấp cho hệ thần kinh. Stegosaurus có thể sở hữu một bộ não nhỏ so với ngay cả những loài khủng long họ hàng của chúng, nhưng ông trời không lấy của ai tất cả mọi thứ. Cần biết rằng Stegosaurus được ghi nhận tồn tại trong khoảng thời gian lên đến 10 triệu năm và có thể coi là một chi khủng long thành công trong thời đại của chúng, dựa trên sự phổ biến của hóa thạch. Thế nên bộ não nhỏ và trí thông minh kém có thể không phải là vấn đề lớn. Chính vì thế, các nhà khoa học tin rằng những thứ như phiến sừng và gai đuôi của Stegosaurus đã góp phần rất lớn để giúp chúng tồn tại lâu như vậy. Phiến sừng sau những phục dựng sai lầm ban đầu của Marsh đã được các nhà cổ sinh vật học sau Marsh đưa trở lại đúng với vị trí của chúng, mọc thành hai hàng chạy dọc thân. Một nghiên cứu vào năm 2010 cho thấy những phiến sừng của Stegosaurus khá chắc chắn và có thể chịu được lực tác động mạnh, chẳng hạn như lực cắn của một con khủng long ăn thịt, nên khả năng chúng được tạo ra để phòng thủ là một giả thuyết đáng tin cậy, bất chấp sự nghi ngờ từ một số nhà khoa học vì cho rằng cách bố trí như thế không cung cấp đủ sự bảo vệ cho hai phía sườn của con khủng long. Phiến sừng cũng không phải là vũ khí phòng vệ duy nhất của Stegosaurus. Đừng quên chúng còn hai cặp gai đuôi rắc sắc nhọn ở cuối đuôi, có thể linh hoạt quạt sang hai bên khiến cho những kẻ tấn công phía sau phải dè chừng. Nếu bạn là một con khủng long ăn thịt sống và kỳ Jura như Allosaurus hay Tarbosaurus, bạn sẽ không muốn chúng đâm vào mình một chút nào đâu. Vào năm 2014 thì trong cuộc họp thường niên của Hội Địa chất Hoa Kỳ, nhà cổ sinh vật học Robert Barker đã công bố hóa thạch xương chậu của một con Allosaurus có một vết lõm hình tròn khá lạ, có thể là dấu vết của một tổn thương đã khiến con Allosaurus nhiễm trùng và tử eo. Xét vào bối cảnh thời đại Allosaurus sinh sống thì thứ vũ khí có nhiều khả năng gây ra vết thương dạng này nhất chính là gai đuôi của một con Stegosaurus. Barker suy luận rằng con Allosaurus đã lánh vết thương chí mạng này khi tấn công một con Stegosaurus và bị cái đuôi đầy gai nhọn của đối phương quật trúng háng. Một trong những cái gai đâm sâu ở vị trí xương chậu và để lại vết thương sâu hoắm, gây ra nhiễm trùng và khiến con này khủng long ăn thịt đang xuất mãi mãi. Chưa hết, một hóa thạch đốt sống đuôi của Allosaurus cũng được tìm thấy với một vết đâm hình tròn và trùng hợp thay vết đâm đó vừa khít với gai đuôi của Stegosaurus. Lợi hại là vậy, nhưng những thứ vũ khí phòng vệ này cũng khiến các nhà cổ sinh vật học phải đau đầu khi tìm hiểu về một khía cạnh rất riêng tư của Stegosaurus. Đó chính là chuyện ấy. Những con khủng long này định làm chuyện ấy như thế nào khi những cái phiến sừng của đối phương nằm ở đó? Nếu áp dụng tư thế giao lưu truyền thống của các sinh vật bốn chân, trong đó còn được treo lên lưng con cái thì chẳng phải một con kiếm long đực sẽ lĩnh chọn những cái gai của con cái hay sao? Có giả thuyết cho rằng giữa Stegosaurus đực và cái tồn tại sự dị hình giới tính, trong đó con cái có phiến sừng không nhọn để con đực có thể thuận lợi giao lưu kết hợp với đối phương. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2015 lại chứng minh điều ngược lại, trong đó Stegosaurus cái mới là những con sở hữu phiến sừng nhỏ hơn nhưng nhọn hơn. Tư thế giao lưu kết hợp phi truyền thống cũng là một khả năng, chẳng hạn như con cái có thể nằm nghiêng một bên và con đực sẽ tiếp cận theo hướng xiên. Hoặc chúng cũng có thể từ bỏ tư thế truyền thống và thay vào đó, quay mông vào nhau, giơ đuôi lên cao để lỗ huyệt chạm nhau trong lúc giao phối. Một kiểu giả thuyết khác là con đực sẽ có dương vật tương đối dài để có thể tiếp cận với lỗ huyệt của con cái mà không sợ những cái gai trên lưng của đối phương. Tất nhiên là dương vật thường là phần mềm không hóa thạch và do đó, chúng ta không thể biết liệu điều này có thật sự chính xác hay không. Là một trong những chi khủng long được khám phá từ sớm, có ngoại hình đặc trưng và được nghiên cứu nhiều nhất, Stegosaurus là một trong những cái tên nổi tiếng nhất thế giới khủng long, thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh, truyện tranh, đồ chơi, mô hình và cả những bức tượng. Bản thân tôi cũng đã từng được chụp hình với Stegosaurus khi còn rất nhỏ tuổi, các bạn thấy có ngầu không nào? Tôi thậm chí còn lấy tên của Stegosaurus để đặt làm biệt danh cho bà xã của mình, bởi Stegosaurus có nghĩa là thần lằn nóc nhà, và trong nhà thì nóc nhà tức là vợ chứ còn gì nữa. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi các video mới của kênh các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé.